phía của Phú Sinh. Celeb đang cố gắng bắn và Sài Gòn Joker có 2 điểm hạ gục, nhưng họ đang gặp rất nhiều nguy hiểm trong pha này, và đó là double kill dành cho Celeb. Nhưng Sài Gòn Joker cũng đã mất 1, 2, 3 người, 3 đổi 3. Đáng lẽ là Sài Gòn Joker họ không nên đánh cái pha đó một chút xíu nào cả, họ bị dụ quá đơn giản luôn. Hồi nãy mới nói xong rồi, cái ngưỡng sức mạnh của bên phía Bangkok Titan tính cực kỳ sớm, hai cái tam hợp kiếm đó là rất mạnh. Ở khoảng thời gian phút 15 này, bên phía Sài Gòn Joker chưa có đồ gì nhiều để đánh cả, đặc biệt là Celebrity mới có đúng một cái cooldown Wunsu thôi. Thấy lượng sát thương hoàn toàn chênh lệch kỳ nhiều. Người ta bắn rất nhiều trong pha đó nhưng bị dính cái cooldown của Sinh là 1, và sát thương ta cũng chỉ dừng lại ở mức là một cái cooldown Wunsu thì cũng chưa nhiều là 2. Chưa kể là Loveda lại một lần nữa, anh ta đi không còn chút cuối, anh ta đi theo một cái hướng mà phải nói rằng rất liều, liều không còn cách nào để nói hơn. Đi trước mặt đối phương, ở một cái đường mà bạn không chạy được, đứng sát tường rồi không có thuộc biến sao chạy. Và anh ta ăn trọn vẹn sát thương đến từ chiêu cuối của G4 và cả Double Seven nữa. Và như vậy là bạn có bản tình đã vượt lên dẫn trước một cách rất rõ ràng. Thì chúng ta đã nói về việc là không chỉ là Sài Gòn Joker đâu, khá nhiều đội ở tại khu vực của chúng ta mà đánh ở vào thế bất lợi kém, thì đây là một bài thử dành cho Sài Gòn Joker trong trận chung kết này, liệu họ đánh ở thế bất lợi như thế nào. Đây Ghost bị bắt, Lovida tung chiêu cuối của anh ta thiếu sát thương, Celebrity hết năng lượng và không, anh ta tốc biến R nhưng không trúng, anh ta bị tấn công bởi C4. Tôi không hoan nghênh cái cú tốc biến R đó một xíu nào cả. Tôi cũng không, và đó là pha đặc thùng rất tuyệt vời của C4. Wow, tại sao bạn lại tốc biến bắn chiêu cuối khi đối phương vẫn còn một găng lăng ngay sát bên như vậy? Không ai làm như vậy cả. Có Celeb làm như vậy. Và có Celeb thôi. Tôi mới khen ván trước là bình tĩnh và trưởng thành bao nhiêu thì ván này lại lầy lội và trậu bấy nhiêu. Thôi để xem pha này thì sao. Double Seven đã bị nằm xuống. Điểm hạ gục dành cho Râu. Họ đang băng trụ nhưng hãy cẩn trọng, cái trụ vẫn còn, Zinky đang bị trụ bắn và anh ta đã lui ra kịp lúc. Và một điểm hạ gục cho Sài Gòn Joker. G4 đã lên thì có lẽ là Sài Gòn Joker nên tìm cách chạy về hết, không ai đứng lại cả. Họ cần sốc lại cái tinh thần của mình, họ cần phải giữ được cái bản sắc trong cái lối chơi của mình. Đúng, bỗng nhiên lại đánh theo kiểu mà ẩu. Đúng, phải đánh lạnh lùng, phải đánh như người Đức đá banh vậy. Phải đánh một cách khoa học, chính xác và tỉ mỉ. Phải đánh đúng theo kế hoạch của mình. Celeb chưa có đồ, chưa có hai món. Không đánh bất cứ gì cả, không bắn cái gì cả. Đối phương vừa có một giọt máu không bắn nữa. Sao đánh lại cái kèo này, Celeb vẫn đang cố gắng câu sát thương và anh ta có thể báo được tình huống này. Lôi tốc biến và dùng cả thăm lửa Valkyrie. Anh ta đang chạy về phía đồng đội của mình. Và một lần nữa Sài Gòn Joker lại mất người ở một tình thế rất nguy hiểm, bởi vì đối phương đang có bùa lợi sứ giả khe nứt. Với cái bùa lợi sứ giả khe nứt với hai cái tam hợp kiếm, bắn có tình có thể lấy được trụ. Và thêm một cái điểm con nội tại nữa của Kim Đế, nó đang ở một vị trí. Cái gì mà nhiều cua thế này? Ở vị trí anh ta rất dễ lấy, cuối cùng dễ lấy. Và cái trụ này, một mình lối ra anh ta lại đi lên rất cao. Tôi hoảng sợ tình huống đó, chỉ cần một thùng thuốc nổ đứng mạng phải là Rơm có chiêu cuối, tập một phát là Lovida lên bảng rồi, nhưng không, vẫn chưa tấn công là bằng con Titan. Bên phía của Sài Gòn Joker, tôi nghĩ rằng họ nên giảm tốc độ lại và đánh một cách chắc chắn. Họ vẫn đang là Cosmos thì tôi không hiểu sao là mỗi khi có những cái vị tướng mà cần thời gian để nạp sức mạnh thì Sài Gòn Joker lại hay nhảy sổ lên. Ezreal xanh là một ví dụ rồi, bây giờ Cosmo là một ví dụ. Bạn đánh đội hình có Cosmo bạn đánh vội quá và họ đã phải trả giá, cái giá này khá đắt đây. Moss đang đứng rình họ, anh ta biết rằng Celeb không còn tốc biến, chỉ cần anh ta tắt trúng với một cú quy hay là đánh thường thôi là Celeb gãy ngay. Đằng sau lưng của Celeb là còn có Zinky, sự bảo trợ tương đối an toàn dành cho họ. Hai con mắt tím được trải ra ở bên phía hai mạng sông, bên phía mạng phải. 4 con mắt xanh được bên phía mạng trái bạn đồ cho G4 một lượng an toàn của đường giữa, và đóng đặc thù một nửa máu của G4 đang là một cái bài toán tương đối khó giải dành cho Lovida. Lovida bây giờ không có lợi thế nào trước G4, cả G4 farm hơn cho 30. Anh ta lùa hai người, anh ta farm hơn 30, anh ta có 3 điểm hạ gục. Đây là điều mà chúng ta thấy tại sao người ta phải cấm đi gank lăng của G4. Cái chuyến du đấu tại Úc đó nó thay đổi hẳn con người G4 với gank lăng. Bây giờ là một G4 gắt pho hoàn toàn khác. Bắn có một tình có ý định bắn trụ hòa chỉ mạng Lovida né khỏi chiêu cuối đó, Zinky thì né không được rồi và anh ta tốc biến đi ở những giây cuối cùng. Chiêu cuối tung vào của sạc và đó là tình huống Lovida đã có điểm hạ gục. Zinky đã sống sót, Celeb bị dính một cú quy của Moss nhưng trụ vẫn còn đây, người vẫn còn đây. Sao Joker tạm thời, tôi nói chỉ tạm thời thôi, đang phòng ngự được. Những
cú giật xét đó, nó đẩy lính vô cùng nhanh vào tầm trụ, bắt buộc cho râu sau khi đẩy xong trụ đầu tiên lên trên, ngay lập tức dịch chuyển xuống đây. Với là 4 đánh 5, không thử thôi, đừng đánh. Tôi thấy rằng Velcro của Lovida không còn năng lượng. Đánh cái gì mà đánh, chỉ có phòng ngự thôi, đối phương về rồi rang rồng rồi, thôi về đi, hồi máu, được rồi. Làm chấp nhận được trong một pha xử lý, thật ra pha xử lý đó lỗi khá nhiều từ G4. Cái cú đặt chiêu cuối của anh ta làm mọi chuyện phức tạp rất là nhiều. Phí thôi. Đúng, rất phí, anh ta đặt một cái góc vô cùng dễ né luôn. Nó sát bên phía bạn phải, Lovida đi nhẹ qua cái là anh ta né được. Nếu như anh ta đặt thẳng dưới chân của Zinky thì không có một pha phức tạp như vậy rồi. Bây giờ thì sẽ là con rồng thứ hai dành cho Combatant. Bắt buộc phải chấp nhận sẽ vũ cơ không có cái cơ sở nào tuổi nào mà ra đây ăn con rồng này cả. Đúng rồi, mình sẽ có con rồng của mình. Tôi đang thấy Zinky tới kịp không? Tôi không biết luôn. Biết không quẹo rồi, nhìn luôn. Không hoàn toàn quan tâm đến cái mối bận tâm gì đến con rồng đó cả, mà chỉ bận tâm đến người loi thôi. Đây, quyết định là bỏ rồng ăn máy bay, nhưng mà làm sao mà ăn được, loi bây giờ khỏe lắm, anh ta còn thảm lửa Valkyrie này nọ đủ thứ mà sao ăn được. Khả năng chiếm mạng không hề tệ một xíu nào cả, đã có giao điện rồi, khả năng đẩy đường của anh ta rồi vô cùng nhanh. Lực không bằng. Mất tí máu nào luôn. Bởi vì Zinky lên cho mình cái đang hướng tới cái Sterak. Tức là lượng sát thương nó sẽ khá là hạn chế khi bạn chưa hoàn thành xong cái trang bị này. Nó chỉ đem lại cho bạn chút xíu sát thương. Lúc này nó chỉ đem lại cho bạn chút xíu sát thương và khả năng cộng thêm máu thôi. Chứ nó chưa phải luôn trang bị đem lại sức mạnh cho Zinky. Và ý định của anh ta cũng rất rõ, anh ta sẽ là cái nền cho Celeb và Lovida trong quán này thôi. Bởi vì cả anh ta sẽ lên theo kiểu cơ bản là Sterak kết hợp với Manotius. Ván này chắc Manotius tôi nghĩ không lợi lắm. Không lợi lắm, bên kia sát thương mình phép không đến nổi nhiều. Toàn không sát thương phép vật lý mà thôi. Và cái một cái điểm mạnh của Manotius đó là cái nội tại mà khi nó kích hoạt đem lại cái bạn cái tốc độ bắn rồi cái hút máu nữa. Bạn này nó giảm một xíu nhưng mà nó vẫn rất khá là nhiều, tính vào cái effect của là về cái giá tiền. Đúng, giá và những gì bạn có thì nó rất là mạnh. Và đặc biệt khi mà bạn kết hợp chung với lại Sterak thì thôi bao mạnh luôn. Bây giờ nói về bao mạnh thì bắn cóp Platin khá là mạnh. Họ đang ép vào khu vực đường giữa liên tục. Và lao tới của Rogue. Anh ta có lao vào. Tôi thấy rất ghê. Cái thế đó mà lao vào thì hơi ghê. Moss bị dính qua bóng tối, sát thương dồn vào Moss 50% máu. Loài cố gắng bắn những QR nhưng vừa rồi không trúng ai cả. Đội hình hát in gay. Nói hát không phải hát nữa, bên phía sau cơ chỉ có một người medium gay thôi, đó là chỉ có một người râu có thể mở đường. Nhưng đối phương lại có một con decent gay cực kỳ tốt, đó là con Kindred. Đặt chiêu cuối xuống thì bao nhiêu cái khả năng mà bạn bấu view lại nữa. Đúng rồi, khó như không cả, không có chuyện gì xảy ra với wow, double summon nhảy lên để cố gắng ngăn không cho sao cơ lui về. Và họ đã câu được thời gian để lại ép vào đường giữa một lần nữa. Bangkok Titan thực ra không có nhiều thời gian. Chúng ta hãy thấy rằng đường trên lính của họ đang bị đẩy vào trụ 2 sau để cơ giữ được cái trụ này. Thì đợt lính đó tràn vào trụ 2, Bangkok Titan sẽ phải về. Nhưng vấn đề là có giữ được hay không. Lovida đang khá là thấp máu. Và có chiêu cuối, Lovida bắt buộc cái tóc biển bỏ chạy. Celeb đang cố gắng bắn được rồi. Double Summon đã phải buộc cuộc cứu sinh. Lovida cũng tung chiêu cuối luôn. Râu bị dính ở phía ngoài và râu đã phải nằm xuống. Một điểm hạ gục nữa cho Bangkok Titan. Đó là một cú cuồng cứu sinh vô hiệu hóa toàn bộ sát thương của Celebrity và Lovida. Một cú cuồng cứu sinh rất tốt. Lý do mà bên phía sau cơ nên cầm bị tưởng Kindred này. Chân trước họ cầm Kindred đi. Một cú chiêu cuối tưởng chừng như rất tốt của Zinky kết hợp với cái chiêu cuối của Lovida trả sát thương ngược lại rất là nhiều rồi. Nhưng một chiêu cuối của Zinky không phải họ giải quyết tất cả mọi việc mà họ bật ngược trở lại trên mặt của mình. Và wow, dịch chuyển chơi luôn. Sài Gòn Joker có ý định tấn công. Celeb đi thẳng vào chiều sát thương từ trụ 1 phát, 2 phát, 3 phát. Anh ta lui ra kịp và tạo khoảng trống, nhưng Sài Gòn Joker chưa ăn được trụ, sẹt đáp xuống. Celeb vẫn lui ra được và họ đang bắn vào sẹt. Họ bắn được rồi nhưng Lloyd đang tới và chí mạng dứt điểm tờ su với chỉ 2 phát bắn. Cú chí mạng từ giao điện đó nó quá nhiều sát thương đi. 400 máu à. Nó giật một phát mà anh ta lên thẳng bạn điểm số ngay lập tức, không hiểu gì luôn. Ở đường giữa đang là G4, anh ta rất tự tin. Râu đang bơi vào. Đó là pha che của Moss. Quyết định chơi luôn Moss luôn. Sát thương dồn vào. Trụ vẫn còn đó. Moss tốc biến bỏ chạy. Lovida đang phải lui ra. Chiêu cuối của anh ta chưa hồi lại. Anh ta tung chiêu cuối vào Moss. Nhưng Moss có hồi máu đến từ Lloyd. Và Moss tiếp tục sống sót. Những vấn đề là Sài Gòn Joker. Một tấc không đi, một ly không rời. Không bỏ cái trụ một đường giữa. Không bỏ luôn. Một ý định rất kiên quyết của mình. Như vậy là tốt. Bạn phải kiên quyết với ý định của mình. Làm được điều gì đó lớn lao. Nhưng hãy nhìn một cái hệ quả khi bạn stick quá nhiều người, bạn tập trung quá nhiều ở một chỗ để phòng ngự. Hãy nhìn vào chỉ số lính của sẹt, của sẹt và cả của Lloyd nữa, 230 chỉ số lính, vô cùng nhiều so với bên phía kia. Celeb thu hẳn 50 chỉ số lính luôn. Nhưng mà đúng là khi mà bạn, nó sẽ có hai hướng, tức là
bạn tập trung lại thì đối phương cũng phải tập trung lại. Thì việc mà Celeb và cả Lovida đang có